Hello, xin chào tất cả những quý khách hàng thân yêu của Sơn Đông. Hiện tại thì showroom của chúng em đang có trưng bày rất là nhiều dòng gỗ, nào là gõ đỏ, cẩm lai, hương đá nè. Tuy nhiên có một dòng gỗ mà chúng ta rất là dễ phân biệt và đặc biệt thì sẽ rất là khó làm giả trên thị trường hiện nay. Đó chính là dòng gỗ mua như thế này nè mọi người. Và hiện tại thì showroom của bên em đang có trưng bày một mẫu bàn tròn và một mẫu bàn dài. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ giúp mọi người phân tích về hai mẫu bàn này và chúng ta nên lựa mẫu bàn nào. Thì mời mọi người xem hết video này nhé. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về chất liệu gỗ mun này trước nha. Đây có tên là gỗ mun sọc Lào bởi vì nó có những cái đường sọc sọc như thế này nè mọi người. Trên thị trường hiện nay thì đây là một dòng gỗ thuộc top 1 rất là quý hiếm và có thể nói là số lượng có giới hạn luôn. Với những dòng gỗ khác thì chúng ta sẽ có những đường vân là đen, nâu nè. Tuy nhiên thì gỗ này chúng ta sẽ có đường vân là màu vàng nha mọi người, kết hợp với màu gỗ là màu đen. Bởi vậy nó rất là huyền bí và tạo cho chúng ta cảm giác rất là đặc biệt và mới lạ. Đó, chúng ta có thể nhìn cận cảnh hơn về những cái sản phẩm này. Với dòng gỗ này thì tính chất của gỗ rất là tốt. Khi mà thời hạn sử dụng càng lâu thì sẽ càng bóng và càng mới. Vì thế mà chúng ta không phải sợ cái vấn đề là có bị cũ hay không như thế nào. Đó, chất lượng thì khỏi phải bàn bởi vì cái dòng gỗ này rất là cứng và chắc luôn. Kết hợp với một dòng gỗ khác ở trong cái hai bộ bàn ăn này, đó chính là cái phần gỗ nu này mọi người. Gỗ nu thì cả trăm năm mới có được một cây nha. Tại vì phải chịu rất là nhiều tác động từ môi trường, giống như là sét đánh hoặc là do con người làm gãy cây nè. Cây không thể phát triển cao hơn nữa, chỉ phát triển chiều ngang thì nó sẽ mới tạo nên được cái những cái mục u như thế này. Đó, rất là đẹp và thẩm mỹ luôn. Ở mỗi cái phần bộ bàn ghế thì sẽ có phần nu điểm nhấn ở trên cả ván giữa của mặt bàn và cũng như là tựa lưng ghế và mặt ghế nè mọi người. Tuy nhiên thì hai mẫu bàn ghế này sẽ có điểm gì khác nhau nhỉ? Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem về cái bàn tròn này trước nha. Đây, với mẫu bàn tròn này thì khi đặt vào không gian thì sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm không gian rất là nhiều. Bởi vì chiều ngang và chiều sâu tầm khoảng 2 mét thì chúng ta có thể đặt được rồi. Đó, với thiết kế của dáng ghế thì rất là nhẹ nhàng và uyển chuyển và kích thước ghế thì nhỏ gọn hơn. Đó, khi mà chúng ta đặt vào thì cảm giác một cái bàn như thế này chúng ta vẫn có thể ngồi được 8 người. Không kém phần sang trọng nhưng mà lại tiết kiệm không gian thì ngại gì mà không sở hữu đúng không mọi người. Và cái mẫu bàn phía sau lưng em đây thì kích thước ghế chúng ta có thể nhận thấy là lớn hơn một chút xíu nha. Đây, để em chỉnh lại cho mọi người cùng có thể so sánh được cái mẫu này. Nhìn sơ sơ thôi thì chúng ta đã thấy được chiếc ghế này cao hơn một chút xíu đúng không mọi người. Đó, và cái phần tựa lưng ghế cũng dày dặn hơn và nhìn vào thì chúng ta sẽ cảm nhận là hoành tráng hơn rất là nhiều. Đối với những cái gian nhà của quý khách hàng nào mà có đủ không gian và chiều sâu thì chúng ta nên sở hữu bộ này. Và nếu như những không gian nhà phố mà chiều ngang và chiều sâu nơi mà đặt bàn ăn tầm khoảng 2 mét thì chúng ta nên sở hữu bộ này nha mọi người. Và cái kích thước vừa rồi thì em không có tính lối đi. Nếu như mà quý khách hàng nào chừa thêm lối đi thì chúng ta có thể cộng thêm 1 mét hoặc là tầm 1 mét rưỡi nè. Cả hai bộ ghế này thì đều được thiết kế theo phong cách là chạm họa tiết lá tây. Tuy nhiên thì bộ này sẽ thích hợp với phong cách là tăng cổ điển hơn nha mọi người. Đó, đây là cái họa tiết lá tây rất là nhẹ nhàng và bên dưới là chạm lục bình nè. Và bên đây thì chạm họa tiết là lá tây rất là sâu và chúng ta có thể nhìn thấy rõ nét. Lá tây rất là nhiều nha, lá tây chỗ này và chỗ này nữa. Thì nhìn vào thì cái bộ này chúng ta có thể sở hữu cho những cái căn biệt thự nè. Và khi em ngồi vào cái bộ bàn ghế như thế này nè mọi người thì em sẽ cảm nhận được cái độ rộng rãi cũng như là hoành tráng của bộ bàn ghế nhiều hơn bộ kia. Và cái bộ lúc nãy mà bàn tròn em giới thiệu mọi người thì nó có vẻ là mang cái vẻ đẹp tinh tế nhiều hơn nha. Đó, bộ này thì mang vẻ đẹp hoành tráng hơn một chút xíu. Chúng ta có thể thấy nè, từ cái thiết kế dạng oval như thế này và thiết kế dài thì sẽ tạo cho chúng ta cái không gian nhiều hơn, rộng rãi hơn khi mà ngồi ăn. Hai cái ghế này chúng ta có thể đặt ở hai phần đầu bàn để tạo thành ghế chủ và hai bên thì sẽ rộng rãi hơn rất là nhiều nha mọi người. Mức giá niêm yết dành cho bộ bàn ăn này là 159 triệu và mức chênh lệch dành cho bộ bàn ăn bên cạnh hơn so với cái bộ này là 48 triệu nha mọi người. Hiện tại thì Sơn Đông đang có chương trình sale lên đến từ 20 đến 25% dành cho quý khách hàng nào mua và thanh toán hóa đơn trong vòng 3 ngày. Vì thế nếu như mà ai đang có nhu cầu sở hữu mẫu bàn ăn này thì hãy nhanh tay liên hệ đến em thông qua số hotline
0393 0773 0770 hoặc đến ngay showroom địa chỉ số 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân để được em hỗ trợ và tư vấn mình trực tiếp nhé. Và bây giờ video hết rồi, bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.